Giờ lại nha chị. Xin chào ban điều hành và tất cả mọi người. Em cắt tin cho room 459. Em tên là Phạm Vũ Như. Sau đây là bài hát em xin được trình bày. Mong mọi người nghe. Ngày buồn giờ là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lần lại đành cứ miệt mài. Before I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người. Ngày buồn giờ là ngày mà ấm xót tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đó không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lần lại đành cứ thấy đi miệt mài. Sự cùng người là kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao, quen nhau yêu thương nhau lúc nào sau đậm xa sao, ngay trong thâm anh còn ra sao, và anh đôi khi chỉ cần một người ở bên bên anh. Because